Alo, xin chào. Sáng hôm nay chúng ta bắt đầu thu hình. Hôm nay là ngày chủ nhật của cái ngày 22 tháng 3 năm 2020. Nhằm ngày 29 tháng 2 âm lịch, cái ngày của nó là Giáp Tý và cái năm của nó là Canh Tý. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nhị trùng của hai ngày Tý, và cái ngày Giáp, tức là cái ngày Giáp Tý là cái ngày khởi đầu của một cái chu kỳ 60 ngày rồi nó lại lặp lại. Và tôi đang ở thu hình ở cái máy tính thứ hai của Win 64, để thử cái âm thanh âm lượng nó như thế nào. Xin thưa là cái việc mà ghi hình như thế này á, là nó khiến cho chúng ta cũng vậy rất siêng năng. Và tôi đang ngồi tọa thiền, và hai tay lại để dưới bắt ấn. Cái việc mà lên sóng như thế này là nó khiến cho chúng ta có cảm nhận như có công ăn việc làm, siêng năng lắm. Sáng dậy là lo tắm, vì một đêm tới sáng mà chúng ta tích nhiệt ở trong người á, sáng dậy chúng ta tắm được nó khỏe lắm. Thì đó là một cái lối sống lành mạnh. Và tôi nấu trà, rồi tôi làm việc nhà, dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, rồi lại lên trên bàn thờ rót một cái tách trà, trước là cho tổ, sau là cho thầy. Thành ra hai cái ly để trà. Và cái chủ đề sáng hôm nay tôi phải nói là chủ đề nào, nhưng mà trước hết là cái vạn sự nó cái ngày hôm nay như thế nào. Là chúng ta thấy là cái ngày hôm nay đúng là cái ngày khởi đầu của 60 năm, 60 ngày. Như vậy cái ngày này là mạng, cái ngày cũng là mệnh kim, nó vẫn còn ở trong cái mệnh thủy, nó là qua rồi, qua mệnh kim. Kim tức là ngày phế, nó là khỏe nhất ở cái lượng khí thở. Như vậy chúng ta thấy này, giờ tốt thì giờ nào cũng tốt hết đó, rất nhiều giờ tốt, mà giờ xấu là không có. Cho nên ngày hôm nay là một ngày rất là vạn sự an khang, bình yên, tốt đẹp. Nên làm là dựng kho, mua sắm và thu hoạch đó. Cho nên tôi coi lại hết tất cả, sáng dậy lên tắm rửa sạch sẽ, ra hướng đông, lên tưới cái nước của cây chanh. Nó đã ra trái rồi, trồng một cái cây mà nó ra được trái thì chúng ta mừng lắm. Ai cũng có tâm lý như vậy. Còn có người thì trồng hoa, nghe nói cái hoa này là nó quý hiếm, chờ tới ngày ra hoa họ cũng lên sống. Đó là cái lối sống như vậy. Vì tôi nói lại là tại sao tôi phải lên bàn thờ tôi lại sáu lạy, vì là có thỉnh cái tượng, cái hình của tổ sư Minh Quang mới ngày hôm chiều qua. Sáng nay tôi thỉnh tượng lên cúng lạy đàng hoàng trên bàn thờ của tổ ở tầng 3, và tôi đang ngồi tọa ở tầng 2, ngồi tọa thiền. Và như vậy là cái vạn sự của nó. Như vậy thì bây giờ cái nhịp sinh học là gì, tại sao họ rất khoa học, họ để cái nhịp sinh học. Và cái nhịp sinh học này thì nó cho ta biết nhịp sinh học của bạn, tức là cái ngày tháng năm sinh của bạn, ngày tháng cần xem. Như vậy thì chúng ta ở, tôi sinh vào ngày 1, ngày 28 nhé, chúng ta đổi này. Như vậy chúng ta cách xem lịch này, ngày 28 mà tôi lại sinh vào cái giờ hợi hay sao đó, 7 này, 28 này, 28 âm lịch này, 28 của tháng 4 âm lịch. Mình cứ nói thật đại thôi. Như vậy thì cái năm của chúng ta là 1959 theo lịch đó, 1995 chúng ta lui vào, lui về 1959, từ từ nó sẽ ra số 9 này. Đây 59 dừng lại, 58 thì trật rồi, nhưng mà nó là 59 chứ không phải 58. Cái việc coi á,
như chúng ta đồng ý này đó, thì nó ra một cái hình đồ của sinh học. Bây giờ cái sức khỏe đó, là cái ông đường đen này này, ông đi theo hình sin chạy lên thế này đúng không, rồi ông lấy xuống, và cái trục tọa độ đây đó. Thì chúng ta thấy là cái đường mà biểu thị của đường xanh lá cây này á, đây là đường đây này, đó là đường trí tuệ. Đường trí tuệ của tôi nó cũng đi trước cái đường sinh mệnh, nó mắc nó đi trước cái đường sức khỏe chứ, cái đường sức khỏe. Như vậy cái đường tình cảm là cái màu xanh, là màu xanh trên cùng đây, màu xanh lơ đây, xanh da trời á. Thì cái đường tình cảm nó lại là đi sâu hết, nhưng là bao hàm. Thì chính giữa của nó lại có cái đường tình cảm rồi. À, đây là đường trực giác chứ. À, cuối cùng đường trực giác, đường trực giác đi sâu cùng. Và cái đường tình cảm á, là cái màu xanh này. Cái tình cảm này nó dao động lên, đụng phải cái nhịp sinh học của cái đường trực giác, để rồi nó đi xuống, nó tránh ngay cái trục tọa độ, và nó đi lại đi lên. Như vậy thì cái trực giác của chúng ta, cái tình cảm của chúng ta nó vọng động đi xuống để gặp cái trực giác, đi xuống rồi lại đi lên. Còn cái nhịp sức khỏe thì nó lại đi màu đen đây đó, nó vọng đi lên và lại đi xuống, nó là giao nhau ở cái trí tuệ, nó cắt giao ở trí tuệ là ở tọa độ này. Cái này là cái người làm ra lịch vạn sự điện tử họ rất là khoa học, rất là thông minh. Như vậy chúng ta coi tác giả nào đây. Thì ông này ông cho địa chỉ email Yahoo rồi rất là nhiều đăng ký. Tác giả Phan Thanh Tú ở người Hà Nội. Chúng ta thấy cái vạn sự này, chúng ta nói lại. Như vậy là kỵ làm là khởi công xuất hành và ma chay. Ngày hôm nay là không có thể nào là cúng tế được, dù chân cha mẹ mình có chết cái ngày đó tháng đó, nhưng mà hàng năm chúng ta vẫn coi lại, có thể là thông báo với dòng tộc, với con cháu cái ngày đó, nó nhích lên một ngày trước ngày sau ngày. Chuyện đó là chuyện là cũng là khoa học, nhưng mà nên làm là dựng kho, mua sắm và thu hoạch. Như vậy thì chúng ta gặt hái được cái gì ở cái việc mà đang nói nhỏ này. Cái việc gặt hái của tôi là cái việc lên mạng viết được cái bài tiêu khát việc vị ca, mà tôi nói nhanh là nếu mà bà mẫu tôi á, mẹ người thế nghề, bà chết vì bệnh tiểu đường á, thì tôi có dám trường cái mặt lên mà để nói chuyện tiểu đường không? Không. Anh nói anh trị bệnh tiểu đường mà mẹ anh trị không? Không được. Mà anh tự hào cái gì? Tôi tự hào là bà ta bệnh tiểu đường, bà ta rất an nhiên tự tại, rất là khỏe mạnh, nó hết bệnh. Nhưng mà bà ta bị té, chết vì mất máu, vì thận nó bị quá sức. Thì đôi được cái việc đó giống như là việc tai nạn, cái việc số mệnh. Nhưng mà cái hơn là cái may mắn linh hiển là mẹ là ra đi đúng vào cái ngày mà nhập đạo. Và Tết đó là bà xách quốc ra và nói tôi chết là ông chôn tôi chỗ này. Bà nói với ba tôi như vậy. Tôi không hiểu là của sao bà mẹ mình bà nói như vậy. Chắc là bà biết trước ngày bà ra đi. Thôi thì cái chuyện đó mình phải khấn niệm và tưởng nhớ mẹ hiền. Chỉ trong cái việc lý giải của cái bài kinh tiêu khát huyệt vị ca, cái bài thơ này là cái bài châm cứu á, thì chúng ta thấy rằng tại sao tôi thấy hai cái việc là huyết hải này, này công tôn huyết hải hồi luân chuyển. Bởi vì cái này công tôn là cái anh là đi đầu mở ra để chạy, nhưng mà phải điều chỉnh anh coi huyết hải này nè, nó không chạy thì chúng ta kích hoạt huyết hải và chỉ bấm chứ không có châm. Tại sao tôi không biết hoa, là nếu mà biết hoa lỡ châm cứu vô thì nó thương tổn cái huyết. Cái huyết hải là tổng chủ của bệnh huyết học,
nó có 32 loại chứng bệnh, có nguyên một quyển sách để nghiên cứu về vấn đề huyết thải học, nó quan trọng. Cho nên là tôi thấy rằng nếu mà anh châm mà anh lộn, anh bổ không bổ mà anh tả một cái là mất máu rồi. Mà cái việc làm mất máu bố mẹ tôi là do bệnh viện làm chứ không phải do tôi, cho nên tôi không ân hận, tôi không ân hận chút nào hết. Và cũng sự thật, không nói tủi hổ với lương tâm, sự thật như vậy. Thế thì cái việc người đã ra đi rồi, chúng ta tưởng nhớ mẹ hiền, chúng ta nói như vậy, nhưng mà cái sống của chúng ta là sống với thực tại, chúng ta trở về với thực tại thôi, thì cái việc đó là nó đã như vậy thì không còn rây rứt nữa. Nhưng mà hàng năm, vì sắp tới cái ngày 13 âm lịch, 14, 13, 14, cũng ngày 14 thì của tháng 3 âm lịch là phải cúng mẹ rồi. Như vậy cái việc này nó giúp cho ta được thứ gì? Nó giúp cho tôi được là huyết thải, là cái vị trí ở đây, như thế này, đặc điểm này, là việc được coi là chứa bể huyết, vì gọi là huyết thải, gọi là biến huyết luôn mà, của máu. Cái tên khác là bách trùng oa, bách trùng sào, huyết khích, xuất xứ là ốc, giáp ốc kinh. Ở trong cái quyển giáp ốc kinh có luận bàn, có nói về cái việc huyết thải. Vị trí là huyết mạch trước ở trong đùi và từ xương, ở trong bánh chè đầu gối đo lên hai thốn. Cái thốn là cái vị trí, là cái đơn vị đo đường trong cung cứu, tức là lấy cái ngón lắm mắt tay giữa, chính giữa luôn, có ba lắm mắt lắm tay, là gọi là một thốn, tức là một tấc. Huyệt nằm trong khe lõm giữa cơ mây và cơ rộng trong, ấn và có cảm giác ê tức, nhấn vào đó là đau. Cho nên ngồi đối diện với bệnh nhân, bàn tay phải của thầy thuốc đặt trên cái xương bánh chè bên trái của bệnh nhân, bên trái của bệnh nhân, bốn ngón tay áp lại tại đầu gối, cái ngón cái nó ở phía trên đùi, cái chỗ đầu của ngón cái là huyệt. Vì cái việc bấm huyệt này nó tế nhị, nếu không giải thích rõ, anh làm cho người thân anh hay là này kia, để anh làm cho một người xa lạ mà nó còn trẻ trung, hay là dù cho người ta lớn tuổi rồi già nữa, người ta vẫn sinh nghi, ông này ông muốn gì đây. Cho nên trước khi bấm cái huyệt huyết hải là phải giải thích, hoặc là để cho người bệnh bấm vào cái huyệt đó, mình chỉ cái huyệt đó thôi, người ta không có nghi. Cái chỗ đó là nó gần với cái vùng nhạy cảm, nó ông này ông rờ cái đùi tôi, tôi nghi là đúng. Mà tại sao tôi không nhắc nhở nó, đúng không? Cho nên có nhiều người là họ dùng cái phương pháp là gọi là giải huyệt, dẫn huyệt, cách da, để trên bàn tay đi trên da, không đụng da vẫn chữa được. Đó là chữa theo cái ý hoặc kỹ lưỡng. Mà sự thật là anh làm như vậy thì nó cũng lâu tác dụng lắm, rồi anh phải dùng thuốc để cứu chữa. Đó chẳng qua là hạ nhẹ cái việc châm cứu với bấm huyệt. Nhưng mà cái người mà chuyên môn về bấm huyệt không dùng thuốc, tức là người ta không quan trọng chuyện tiền bạc thôi, thì cái việc đó là chúng ta phải hiểu, mỗi người thầy có một đặc điểm khác nhau. Như vậy nó là việc thứ 10 của kinh tỳ, nó dùng để điều huyết, thanh huyết, thông tuyên, thông hạ tiêu. Bởi vì nó ách tắc và nó nặng ở cái dạ dày á, phía dưới cái dạ dày là cái nơi á, vùng đang điền là hạ tiêu, thì buộc phải châm cứu, trị kinh nguyệt không đều, đúng không? Bệnh của đàn bà là tế nhị, tử cung xuất huyết ra máu luôn. Có nhiều người xuất huyết nhưng mà cái huyết đó gọi là tại sao ra máu, phải coi xuất huyết đó là huyết thừa của cái noãn bào thai, của cái tế bào chết nó rụng xuống rồi nó ra bệnh, rồi đó là cái bệnh bình thường của đàn bà con gái. Có cái trứng rụng xuống thì nó mới huyết tử, thì nó mới sinh ra cái bệnh đàn bà là đưa ra khỏi thân. Ứng người nam là khí, người nữ là huyết. Chúng ta thấy chủ trị của người phụ đàn bà là máu,
chú trị của người ông là khí, hai đàn âm dương khác nhau, nhưng mà nó lại là phong ngứa da bị viêm. Tại sao có những cái bệnh ngứa mà trị hoài nó không hết? Như vậy là châm cứu, châm thẳng sâu cái một hai thốn, cứu 3 tới 5 tráng, ôn cứu tới 5 tới 10 phút. Tại sao cứu mà có cứu bổ rồi cứu tả rồi ôn cứu nữa? Cứu là bổ thôi, không có tả đâu. Cứu là bổ mà lại ôn cứu nữa, 10 5 10 phút. Giải phẫu thì dưới cái da là cái khe cơ mây và cơ rộng trong, tức là người ta giải thích nghiên cứu về cái cơ năng rất rõ, cơ rộng giữa xương xương đùi. Như vậy thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh đùi. Cái việc này, cái chân bị liệt mà anh không có biết nó, dù cho cái nguy cơ anh giải việc nào về hệ thần kinh rồi, của công tôn rồi, mà anh không biết cái huyết hải này, thì đôi khi cái chân nó không vẫn bất động, nó phải có cảm giác trước đã, rồi lần lần nó mới phục hồi khi cái chân bị liệt. Thế như vậy da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn của thần dây thần kinh máy L3. Chúng ta quá quan trọng cái hệ thống dây thần kinh của dê là hoặc là dây thần kinh của ngoại biên thuộc lớp dê mà, lớp cảm giác mà. Còn đây lớp L nó khác. Dê là sao? L là sao? L của mấy bà nhớ L là cái gì? Hỏi hả? Bây giờ phối hợp việc đấy. Thôi thì để nói nhanh vô cái châm cứu y học của Thượng Hải liệt kê với chúng ta về phối cái huyệt khúc trì ở đâu. Bây giờ tôi phải diễn tả chút chứ, ông diễn tả cái video kia không ai thấy gì hết. Cái khúc trì ở chỗ đây này. Đó. Cái chỗ này đúng không? Là bây giờ chẳng hạn những người bệnh nhân mà họ té họ xỉu rồi, anh phải bấm vô huyệt khúc trì kéo này, ổ đúng không? Đó, kéo ra vậy này, kéo khúc trì ra chứ không nó gãy tay. Anh phải bấm và án vào trong khúc trì này. Đó, tôi nói lại này, án huyệt khúc trì. Đúng không? Huyệt khúc trì chỗ đây này, án này. Đúng không? Kéo cái tay bệnh nhân ra chứ không nó gãy tay ra. Và chích lễ ngay 10 đầu ngón cái. Đó là tôi là từng chữa như vậy. Cái khúc trì nó như vậy và thiệt liệt khuyết. Liệt khuyết ở đâu? Liệt khuyết ở đây. Đó, đây là liệt khuyết này. Thì sáng hôm nay tôi phải diễn tả cho nó rõ cái vị trí huyệt chút, như là để bấm này. Liệt khuyết tam âm giao. Mà ngồi thiền mà không biết tam âm giao ở đâu thì tôi sẽ chịu thua. Tôi không nói nữa. Như vậy thì chúng ta trở lại với túc tâm lý. Tam âm giao đi liền với túc tâm lý là một cái huyệt để mà gọi là cái huyệt đó là cái huyệt kéo dài tuổi trường thọ. Nó là đặc biệt công năng của nó là để tăng sức đề kháng. Đây là túc tâm lý. Đừng đến vị số huyệt 36. 36 là vị trí cân hòa nhất trong cái luật định của vũ trụ. Vũ trụ lực. Số 36 hay lắm. Như vậy chúng ta thấy là trị mề đay phong ngứa, tóm lại là túc tâm lý tam gia quá thuộc rồi, liệt khuyết với khúc trì rồi, mà anh không bấm không châm thì cái ngứa nó còn hoài. Mà châm cho ai? Châm cho mình. Tôi trị bệnh cho tôi mà tôi cứ đâu có trị bệnh cho người khác mà tôi giả dối để ăn tiền, thì cái việc tôi nói này mình tự tin. Ông này ổng chuyên môn, ổng nghiên cứu trị bệnh cho gia đình, vì tuổi trẻ là ông cũng ta từng được người ta mời, từng có những con bệnh ở bệnh viện mình qua chạy trả bệnh về nằm chờ chết thôi, thì vô tình anh em chúng tôi cứu được là bởi vì cái bệnh không còn gánh. Mà anh Tây y với anh Đông y hai anh cãi lộn nhau, gia chủ họ nói lại như vậy. Anh Bảy rồi buồn lắm, họ cãi lộn nhau rồi thì anh em mình cứu giúp, chứ giờ vợ bạn đời của sư đệ của mình, gọi là sư đệ nhưng mà là bởi vì quy y sau cái ngày quy y, tính theo tuổi đạo cái ngày quy y, dù anh ở tuổi đời anh lớn hơn kệ, tôi nhỏ tuổi kệ, nhưng mà tôi nhập đạo trước anh, tôi sư huynh, anh là sư đệ, cho nên huynh đệ là tính theo tuổi đạo, người ta hiểu như vậy. Đó không phải là tuổi đời đâu,
Như vậy thì cái phối hợp huyệt như vậy, ở đây thêm cái phần ghi chú, nếu ngộ châm trong châm quá sâu làm cho người bệnh chóng mặt, ngất xỉu. Tại sao tôi không dám để trong tiểu đường, tôi không dám để châm huyết hải, và chỉ bấm thôi, kích hoạt rồi. Anh châm là coi chừng là quá sâu rồi chóng mặt ngất xỉu, rút kim ra rồi châm cái huyệt túc tâm lý vị 36 để giải cứu. Cho nên tay nghề anh yếu là rất là sợ cái nạn tai xảy ra, anh châm sâu nè, nó quá sâu rồi trong cái đùi người ta, đưa kim nó hơi hơi lố một chút à, thì tự động là nó chạy mạnh lắm. Anh làm cái này rất là tế nhẹ nhẹ cho nên tôi không dám châm cứu, là tôi không dám nói là được rồi. Mình vì nó bị phải hạn chế trong vấn đề áp dụng. Bây giờ anh châm sâu chỉ cho phép là 0,5 đến 0,8 thốn thôi, rồi vê kim qua bên trái rồi bên phải, tức là bình bổ bình tả, qua bên trái 10 giây, qua phải 30 giây đó, rồi nghỉ 5 giây, rồi dùng thủ pháp chấn thiên rút kim ra thì nó tỉnh lại, người ta bất tỉnh rồi. Khi mà người ta bị ngộ à, bị anh thầy thuốc châm quá sâu, bị ngất xỉu, làm sao để cứu? Anh buộc anh phải châm lại cái huyệt vị túc tâm lý để giải cứu, phải không? Tức là nó nặng hơn rồi. Còn thường thường tôi mà tôi có từng bị coi như bệnh nhân bị bệnh châm say sẩm á, thì chỉ đóng cửa sổ lại hết và bình tĩnh cho họ uống trà nằm nghỉ, rồi tôi lại bấm vào ngưng tế và hộ khẩu, tức là tiếp sức bơm khí vô để cái phổi nó nở ra, nó ổn định lại và cái máu nó chạy chậm lại, nó nạp đủ máu lên hệ não. Vì máu nó lại, người đó là bệnh nhân thiếu máu, mà anh chăm coi chừng họ xỉu hồi nào không hay. Anh phải hiểu là cái nguyên lý không phải do mình, đôi khi là do con bệnh. Mà anh không có lý luận như vậy, nó ông do anh chăm cứu bậy. Tại sao con bệnh nó mất máu nó say sẩm chứ, tại sao do tôi? Cho nên là cái việc đó phải có trong quá trình làm bệnh, chúng ta hiểu vậy. Mà cái nào thuộc lỗi về người thầy, không phải con bệnh, anh cứ thú thiệt mẹ à, tôi có lỗi. Anh không có lỗi mà anh nhận lỗi cũng được, miễn sao người ta hết thôi chứ cãi cần cãi làm gì à, lương y như từ mẫu mà, như mẹ hiền, mình phải thương người ta chứ. Nhưng mà đôi khi mình thương người ta mà người ta không biết, người ta lại hại lại mình, hại thầy luôn, thì làm sao mà chữa trị. Đó là vấn đề tâm lý tế nhị. Cho nên tại sao tôi quan trọng ở cái này, như vậy cái này nó hay quá phải chụp hình lưu. Mà muốn chụp hình lưu thì phải mở cái phần là chụp hình. Chụp hình trong máy có rồi, nhưng mà tôi thích dùng cái phần riêng Screen Hunter 5.1 này. Bật ra mà cái phím lệnh của hai máy khác nhau, cái thằng là XF6 đúng không? Thì chúng ta đổi lại là F6 không đi. Bây giờ anh bỏ cái ship này, anh bỏ cái này, ok, còn F6 đó. Nhá. Thì như vậy thì cái này standby là tạm dừng. Bây giờ tôi đưa cái này lên à, thì tôi chấm nhóm là F6 không thì nó chụp không đó, F6 này nhá. Thì chúng ta lại ghi chú cái chỗ huyết hải này, nó quá hay đó. Chỗ đây này, nếu ngộ châm quá sâu, để làm cái tài liệu mà sử dụng cái việc gì. Như vậy món chụp ở đây, tức là chúng ta đổi cái tên là rename, tức là vận châm. Vận châm là ngất xỉu á, nếu cái tình trạng nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng việc lý giải của tôi có 3 việc. Đầu tiên hết là tôi giải thích lại cái tiểu đường, vì sao mà mình không lý giải chỗ đó sâu. Thôi thì cái bệnh tiểu đường ta lui lại để ta lý giải cái việc khối huyệt này à, à lại cái hình mà. Như vậy cái việc là phối huyệt này nè là nhằm để trị cái bệnh mề đay không ngứa là bản thân tôi bị. Còn cái chuyện mà trị ở trong cái háng mà bị bẹn, bị viêm sưng rồi bị nóng sốt nóng, cũng đó là cái chứng của bệnh phổi mà lại trị ở chân. Rồi ở Trung Quốc châm cứu học người ta trị ban sưởi, đúng không? Đây này, ban sưởi này. Rồi châm cứu hòa học của giảng biên trị khớp
gối viêm. Trường hợp cái khớp gối ấy, nó bị viêm đi không được thì lăn âm tiền lương khâu tức tâm lý đó không, có ba việc thôi. Rồi trị tích trụ trưng hà, tức là ở trong cái bao tử của anh á nó chứa một cái cục khối có máu trong đó, cái cục ở trong bụng á nó nổi lên, có cục nó gò nó chạy, nhưng mà đôi khi nó lại trở thành là có người nhập có người phá. Chúng ta không hiểu hết cái huyền bí đâu, tà nó nhập vô nó chui vô nó làm bụng anh rồi chứ không ít đâu, có thật á. Như vậy phối với địa cơ thì trị bệnh không không đều, tức là huyết hải với địa cơ. Và linh gian phú cho chúng ta trị ngũ lâm. Ngũ lâm là sao? Là năm thứ trào ra, cái lâm á nó mệt lắm, cái lâm là như vậy. Tại vì cái ngôn ngữ Hán Việt nôm thì chúng ta phải thấy rằng phải giải thích ra như vậy. Ngũ lâm ngũ lao rồi, nó là khí hải và huyết hải. Trường hợp này rất nặng nề, cả ngũ lâm huyết hải, khí hải tức là khí và huyết hai huyệt chủ á, đúng không? Như vậy thì phối với mạch đới mạch thì trị kinh nguyệt không đều, thì rõ ràng là tôi muốn nói này, cái việc này là của mấy bà. À thôi chúng ta không nói nữa, ghi chú rồi. Bây giờ tham khảo, tham khảo thì huyết hải tam âm giao cách du là ba huyệt chủ trị về huyết, tuy nhiên nó có sự khác biệt. Huyết hải là trị bệnh huyết ở chi dưới, ở phía chi dưới là cái chân. Cách du trị bệnh huyết ở tâm can phế, thiên về chữa huyệt ở nửa phần trên cơ thể các bệnh nhân xuất huyết mãn tính, rồi như ra máu dạ dày, xuất huyết dạ dày, ra máu tai đó. Trong cái vấn đề là biến chứng của cái xung huyết não, rồi ra máu mồm, ra máu miệng. Mà cái người bị xung huyết não mà nó ra được máu tai máu mồm á thì e rằng còn sống à, sợ nó không ra ách tắc trong đó khó sống đó. Thành máu tử trong đó khó cứu đó. Nó thấy máu mà sợ, không phải anh hiểu nguyên lý của nó. Và tam âm giao là trị huyết ở toàn thân. Như vậy thì khi mà huyết toàn thân cần phải giải quyết, khi mà chúng ta châm vào hay bấm vào ở cái chỗ lạc huyết của cái thành trục lưu á mà nó không hết á, thì xin thưa là chúng ta phải dùng tam âm giao rồi. Trị cái bệnh huyết toàn thân mà cái người ngồi thiền là ngày tháng nào cũng ngồi, tức là chúng ta tự giải quyết chúng ta toàn thân về cái bệnh huyết, trừ được bệnh huyết. Nên tại sao Đức Phật ngồi thiền bắt cái chân ở chỗ cái hai cái chân kéo lại nó cắn vô là tam âm giao. Như vậy thường dùng trị phụ nữ huyết có thấp, trong huyết nó có cái khí thấp khí ngứa đó à, nó làm cho bầm cái máu này không đỏ, nó có máu bầm à. Thì như vậy thì cái chủ đề chúng ta nói cảm nhận như đã hết rồi, và đã hết rồi thì thôi thì chúng ta nói thêm chuyện khác. Bây giờ nói thêm chuyện khác thì chẳng biết cái chủ đề nào để nói, thì tôi thấy rằng có một cái việc là phải đọc lại cái tư liệu mà chúng ta đã viết. Thôi thì nó bắt đầu ở cái chỗ là chủ đề đột phá đây. Vì sao con người chúng ta thích nói tục? Trước hết nói tục là gì thì ai cũng trả lời được hết, nhưng mà họ lại đổi cái câu nói gọi là ăn tục và nói phét làm sao không? Xin thưa là vì trong bất cứ một từ điển nào cũng có liệt kê đầy đủ các cái từ thông tục, văn chương viết như vậy nên cái hiểu làm sao, có cả bao hàm cả thô tục trong đó, từ thô tục cũng có hết, nhưng mà tôi nói thông tục cho nó dễ dễ nghe, vì nó là văn hóa và phong tục tập quán rất gần gũi đó. Có nói ý như vậy thì tự nhiên là ở này ám chỉ là ẩn trong đó rồi, thô tục nữa, phong tục tập quán mà rất gần gũi và thân mật, nhất là nó rất là riêng tư, thầm kín, đáng yêu và không khách sáo, xa lạ và thậm chí là dối trá. Ví dụ mình với người yêu mình
người mình với vợ mình hay là vợ với chồng mà không chân tình với nhau, còn mắc cỡ, còn dối trá với nhau này kia, đúng không? Cái chuyện nó không nên, mình khách sáo. Vì sao mà chỉ biết yêu mình mà không biết yêu người khác? Đôi khi im lặng là chấp nhận, là thỏa thuận ngầm, nhưng mà đâu phải là suốt đời thì im lặng. Nhà thờ đó là người câm sao? Nó câm có lúc chứ, lúc đó mà còn nói, lúc đó là im lặng đồng tình thôi. Nói gì? Nó là thỏa thuận ngầm rồi. Nó đôi khi phải im lặng là chấp nhận, là thỏa thuận ngầm. Vậy thì cái thô tục nhất là cái mà trẻ em sơ sinh cho đến lúc mẫu giáo chúng phải học nói. Chúng bi bô là ba ơi, con đi đái, con thằng kia mày ỉa sân chưa? Ví dụ như vậy. Mẹ ơi, con bị đái dầm rồi nè. Vậy hả con? Vì sao mà nóng nổi, kể mẹ nghe. Dạ, con ngủ mơ thấy mình đi sâu, đi vào toilet, đi vào cầu siêu, trật quần ra đái, thức dậy ướt quần mẹ. 7 8 tuổi vẫn bị. Mình bị thôi, mình nói thiệt với mẹ mình chứ không phải đánh. Cái này khi anh được đi chơi, tại sao 7 tuổi mà còn cái dòng? Cái vụ này mà 7 tuổi mình mới nhớ chứ. Mà nếu bà đang ngày bà đánh thì cái miệng mình đâu mà không nói. Không, con không phải bị bệnh gì đâu hay là hư gì đâu, thì nói như vậy lý giải các bạn. Nhưng mà bây giờ nó hết rồi, cũng qua cái chuyện tuổi thơ rồi, bây giờ mình mới biết văn mình chơi như vậy. Như vậy thì nếu dùng cái phạm trù của lý luận theo di thức học của đạo Phật á, mô Phật, xin lỗi uống miếng nước à. Vậy thì nếu dùng cái phạm trù lý luận của di thức học của đạo Phật á, chúng ta nói chứ là phải đọc rồi, thì cái giấc mơ ấy nó có từ nơi cái thức biết, và trong cái tiềm thức sâu thẳm ấy thì nó còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều lý thú. Như vậy trong cái hơ cơn hôn mê thì người con người chúng ta sẽ rơi vào trong cái vô thức. Vậy thì vô thức là gì? Vô thức là nền tảng căn bản của hữu thức. Có cái zero trắng xóa thì mới có cái hữu thức, có cái trục ngang tọa độ zero zero thì mới có cái điểm nọ là tọa độ 1 1 hay là 1 2 1 3 1 4 hay là 2 3 5 gì đó. Nó có tọa độ trong không gian, hình học không gian có không? Tại sao cái nhịp sinh học hồi nãy người ta làm được cái tọa độ hình sin thì bây giờ nó chúng ta cũng vậy, nhớ lại chút chứ. Ơi mô Phật, hồi nãy giờ là chúng ta dùng cái tạm dừng. Với lại thì cái coi lại xem giờ thì chúng ta đã thu hay ghi hình được là 33 phút rồi. Có đôi lúc nhưng mà cái quyền lợi của chúng ta là gì? Là cái camera nó hiển thị ở chỗ đây nè. Vì là chúng ta thu hình bị ngưng nghỉ cho nên là nó mất cái hiển thị camera. Tuy rằng cái gì nếu mà chúng ta bị gián đoạn thì chúng ta nhớ là cái trình quay phim đó, ghi phim chúng ta nó như vậy. Và hồi nãy tôi ta đang nói về cái chủ đề nào. Như vậy là cái chủ đề là vì sao và người ta hay có cái thói quen là nói thô tục. Tôi đang đọc ở bài nào và từ từ chúng ta tìm ra. Vì bài tôi viết nhiều, dài quá, nhiều quá, không biết nó nằm ở đâu. Đúng rồi, ra đây, chủ đề đột phá đây. Nhưng mà chúng ta nói lại ở cái đoạn là nếu dùng cái phạm trù mà lý luận theo cái di thức học của Đạo Phật ấy, thì cái giấc mơ ấy nó có từ nơi cái thức biết, và trong cái tiềm thức sâu thẳm ấy còn chứa đựng biết bao nhiêu lý thú. Trong hôn mê con người sẽ rơi vào cái vô thức. Vậy vô thức là gì?
là cái nền tảng của cái hữu thức, tức là một con số zero được đặt trên những con số dương rồi lại trên cái số âm trong cái trục của số học. Và chúng ta nói lý luận điều này gắn liền với toán học, cũng như cái tam luận luận của Aristotle là nó cho chúng ta một cái lối suy tư bắt đầu bằng một mệnh đề đúng, để rồi chúng ta không bằng cãi trong cái việc mà tôi nói đúng hay nói sai, vì là văn học nó phục vụ cho nhân sinh, cho cái vấn đề nhận thức hiểu biết. Thì ở bất cứ một luận lý nào cũng đều có mục đích chung, đó là cái vấn đề nhận thức hiểu biết để đi vào trong giáo dục, đúng không? Và tôi xin thưa là trong cái việc mà nghiên cứu giấc mơ rồi hôn mê sâu, đây là thuộc về vấn đề y học, cho nên cái duy thức học của đạo Phật đó, là nó sẽ giúp cho các bác sĩ y khoa trên toàn thế giới hiểu sâu về cái sự hôn mê của bệnh nhân mà họ chữa trị, vì người bác sĩ đã từng hôn mê đâu mà biết. Nhưng bác sĩ có ngủ không? Có. Người bác sĩ đã nghiên cứu về cái giấc ngủ, cái giấc ngủ ấy nó đầy giấc hay là thiếu giấc hay là dừa giấc, nó phụ thuộc. Vì vậy thì cái vấn đề đó là nó liên quan như thế nào đến sức khỏe, chúng ta hiểu, họ nghiên cứu. Nên cái trong cái phạm vi bài viết này tôi không viết rộng, viết dài thì nó mệt. Như vậy ở đây này, như vậy đây, trong hôn mê con người sẽ rơi vào vô thức, mà cái vấn đề hôn mê là đi liền với y học trong đó, chứ không phải là Phật học hay là đây là triết lý để mà nói khơi khơi, nó vô tác dụng, không phải đâu. Nó mang tính chất toàn cầu hóa. Những cái luận thuyết của nhà Phật ở các nước khác, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản á, họ đều nghiên cứu hết để phục vụ cho những nghiên cứu để mà khảo sát trong cái vấn đề giấc ngủ, miếng ăn rồi cái hôn mê và hôn trầm. Bởi vì cái khoa mà phẫu thuật á là họ phải chích thuốc mê, chích thuốc tê. Người anh nhổ răng mà anh có thuốc tê, con bệnh nó đâu sẽ nhổ. Rồi không có thuốc mê làm sao anh giải phẫu. Rồi sau hết giải phẫu là con bệnh sẽ hồi tỉnh trở lại. Nó cái thuốc mê đó lại là được giải ra rồi, hồi tỉnh trở lại. Cho nên nó khác với cái vô ý thức là làm phiền người khác trong cái sinh hoạt thường ngày. Họ kháo nhau sao mày vô ý thức dữ vậy? Như mày con tao nó đang ngủ mày hét la, hay là mày mở máy mày hát và karaoke mày phê giọng hát quanh vàng cả sao hả? Và còn lắm chuyện va chạm, như trẻ sơ sinh nó sẽ giật mình khi mà một cái trái banh đập vào tường, mà bên ngoài nó loãng sóng âm, nhưng trong cái căn phòng đóng kín á thì nó là cái thùng lo, mà bởi nó thùng lo cho nó nghe dội âm nó rất là lớn. Bây giờ mấy anh ở nhà anh ở họ chưa, cái bức tường nhà anh không nó lấp kín hết, nó không trống, không có bị ai va đập vào. Chứ bản thân cái nhà anh là bị cái ba trái banh mà người khác va đập vào thôi, anh nghe thử cái âm thanh lớn. Cho nên chúng ta luôn luôn đứng ở vị trí của mình mà không đứng ở vị trí của người khác thì làm sao mà chúng ta hiểu. Bây giờ thì vấn đề này người lớn nghe cũng phải là im lặng và tế nhị, bởi cái việc này là việc của người lớn chứ không phải trẻ nhỏ, trẻ nít. Sao là không im lặng, không tế nhị? Ta thông báo cho nhau biết như vậy. Vậy thì cái vô ý tứ là thuộc về cái vô tình không cố ý hay là mưu tính của người nữ giới, mà người nam cũng vô ý tứ, đúng không? Có nhiều khi mình có cái việc gì đó mà nó có vẻ là nó bất lịch sự chút, nó vô ý tứ chút, có như vậy thông báo cho nhau biết thì cái thức trí nó sẽ bào chữa cho nhau và trao nhau những thông tin về nhận thức. Và về vấn đề nhận thức là phải có thông tin, mà thông tin phải hai bên
có đa chiều. Cái thông tin có một chiều anh chỉ biết có nhóm của anh không thì anh đâu có biết người khác họ nghĩ vì gì về cái nhóm của anh. À, chúng ta phải hiểu là như vậy. À, à, như vậy là tôi vừa bấm cái phím tab đó, là để ngưng thu hình, giờ coi lại nó đã chạy lại chưa. À, nó đang thu trở lại. Vì sao? Vì tôi phải xả thiền đứng dậy để mà đóng kín cái cửa. À, đóng kín cái cửa lại vì nó dội âm bé nó, Phương Trà nó khóc. À, nó dội âm lên đúng không? À, như vậy thì chúng ta lại nói tới cái chỗ vô ý tướng là như vậy. Dù cho duy thức học đó, nó có cái thuật ngữ của tiếng Phạn khác nhau, chẳng hạn người ta dùng là một cái sát na rồi đi cho đến cái thức tầng thức thứ bảy là a lại gia thức, chẳng qua đó là cái từ của tiếng âm Phạn ngữ của tiếng Ấn Độ, người ta dịch ra nó thuận ứng với tiếng Việt như thế nào bế tắc chưa dám đưa ra cái lời lời dịch. Mà bởi vì chưa dám đưa ra cái lời dịch như vậy cho nên là chưa dám đưa ra cái lời dịch như vậy á, sao đó. Cho nên họ mới dùng cái nguyên ngữ. Đó, nó đã ghi hình rồi. Như vậy thì nhưng mà nó mất cái hiển thị camera ở chỗ này. À, thôi thì chúng ta cứ nói tiếp cho nó hết. Xét cần thì chúng ta thu lại, mà không có cần thì thôi chúng ta tiếp tục thu. Như vậy thì tôi đang nói tới đâu rồi? Cái chủ đề của chúng ta là vì sao? À, tôi lại kéo xuống để tìm trở lại. Chúng ta khởi động lại cái app, cái Facebook. Vì khởi động lại Facebook thì cái chỗ đang đọc nó ship lại mất. À, chúng ta lại đi tìm một lần nữa, khổ vậy. Nhưng mà chúng ta cứ sinh hoạt bình thường như vậy đi, thì rồi đâu rồi đó thôi. Vì mình đang nói với cho mình nghe, chính mình nghe chứ đâu cần ai nghe đâu, đúng không? Vậy có lẽ là nó nằm trong cái bài đăng là chủ đề mất ngủ á, cho nên nó sẽ có cái luận luận này. À, chủ đề đột phá chúng ta tìm ra rồi. Như vậy trong cái chủ đề đột phá, chúng ta đang nói tới cái chỗ là cái thuật ngữ của cái duy thức học, của cái phạm trù duy thức học. À, tiếng Phạn khác nhau nhưng mà tựu chung nó đi đến hài hòa trong cái nhận thức và hiểu biết. Là duy thức học để mà nhận thức học. Cho duy thức họ để làm gì? Ngoài ra những người thông minh thì họ có cái ngôn ngữ riêng tư mà chỉ có hai người họ hiểu nhau, chỉ vợ với chồng mới hiểu thôi. Người khác có nghe thì vẫn như là việc nghe sóng. À, đó mới gọi là thông minh. Không phải là họ dùng tiếng nước ngoài, họ vẫn dùng tiếng Việt Nam,
và người nước ngoài họ dùng ngôn ngữ của họ cũng thông minh như vậy, thì rất cái việc này rất dễ để hiểu là họ dùng cái loại đặc ngữ và nó pha trộn với tiếng Long. Thì hiểu sơ sơ, bây giờ chẳng hạn như nói về đặc ngữ đi, thì bây giờ chẳng hạn như là cái đặc ngữ của dân người Huế họ nói bình ni, bình nớ, chứ đi mô là đi đâu á, răng rớ. Còn bình định xíu nẫu, thì nghe cái chữ nẫu thì cái tỉnh khác họ không hiểu cái chữ nẫu là gì. Nẫu là người ta, có nghĩa là như vậy, là người khác gọi là nẫu, họ chúng nó gọi là nẫu. Như vậy không phải là dùng cái tiếng nước ngoài đó, mà họ là dùng cái đặc ngữ và pha trộn tiếng Lắm. Tôi xin lỗi chứ bây giờ hàng người trong tiếng Lắm tiếng Anh học quy định là ARA, mà những người nào hiểu á, ở Anh Quốc thì họ hiểu là ARA là ý muốn nói là đi chơi gái hay là đi gặp người giang hồ, hay là gặp những người mà đi bắn bông bắn qua rồi đó. Thì đó là gọi là tiếng Lắm. Thì đố mà ai hiểu là cái chuyện gì, vì cái ngôn ngữ đó được hai người quy định với nhau tôi ra một tiếng Lắm như vậy, những nghĩa của nó khác, cho nên đó gọi là thông minh. Người khác nghe mà không có biết được cái nghĩa của nó thì coi như nghe sấm. Rõ ràng như vậy thì bản thân tôi cũng bị việc nghe sấm, chứ đâu phải tôi nói như vậy để tôi tự hào rồi tôi thông minh. Như vậy hỏi là họ thích giỡn tục và nói tục trong cái phòng riêng và kín đáo là sao? Vì chỉ có hai bậc cha mẹ đáng kính ấy là sao? Đó, thì cái câu hỏi có thể đặt lại là từ câu cái câu mà đã hỏi á, là vì sao họ thích im lặng, đồng tình, trao nhau cảm giác hạnh phúc tuyệt vời? Là vì cả hai trường hợp đã nêu trên là họ không muốn con cái của họ nó biết, rất tai hại khôn lường. Cho nên xã hội văn minh nhân loại cấm trẻ em tạm thời, cái lệnh cấm sẽ bị gỡ bỏ dần theo thời gian trưởng thành của đạo lý. Có nghĩa là cấm trẻ em vị thành niên dưới 10, 18 tuổi đời. Mà 18 tuổi đời là công dân rồi. Thì bây giờ anh có ra luật pháp, người ta xử án, người ta cũng coi cái đối tượng bị phạm luật pháp á, là ở vị thành niên hay là con nít, còn người lớn trưởng thành, nó khác nhau, cái đâu phải giống nhau, áp dụng luật nó đâu cái giống nhau được, không giống nhau vậy. Và cái thói ngư thông thông dụng nó giống nhau, giống là giống, không cũng như dân Bình Định họ hay nói thật tình, anh nghe nói thật, họ nói là cúng vái, cúng giái, tức là cúng vái. Mà cái đặc ngữ của người miền Bắc Hà Nội thì hay nói là cúng vái, ví dụ vậy. Rồi chê anh Bình Định nó sao anh kêu cúng giái, cũng đúng luôn, vì tôi nói rất chân tình, nó quen hồi nhỏ lớn rồi, âm bằng vờ mà tôi phát âm giờ đó, thói quen rồi. Cho nên chúng ta sẽ có đầy dẫy những cái điều mà phát âm sai văn phạm, sai chính tả, đó là cái lẽ bình thường. Như anh nhớ là cái văn nói nó khác cái văn viết. Khi mà tôi viết cúng vái thì tôi là người thô tục, mà tôi phải viết là cúng vái, vờ ai vai sức vái, thì tôi là người có văn hóa. Rồi anh đem cái điều anh có văn hóa anh cãi, anh mặc thì anh cho tôi là người thô tục, là do cái tâm anh thô tục, chứ chưa chắc gì cái người nói là thô tục, cái người nghe cái người đã thô tục. Cho nên cái vấn đề cuộc sống tranh biện cãi vã nhau làm gì, bởi vì cái đạo lý là nó xét ra anh một người nhỏ mà anh đi chấp một người lớn tuổi hơn anh ngang hàng cha chú của anh, thì cái người nhỏ tuổi đó gọi là kẻ ngỗ nghịch, ngựa non hấu đá, đó là thói tự cao vặt vãnh. Tôi chưa nói cái phê phán cái chuyện là mất dạy, vì tới mức độ nào chúng ta mới đánh giá là mất dạy, nó thẳng như vậy. Cho nên vì sao mà họ thích đồng tình như vậy, vì sao mà có cái luật cấm trẻ em như vậy? Như vậy lệnh cấm sẽ bị dỡ bỏ dần theo thời gian trưởng thành của đạo lý là cháu con cha mẹ ông và bà đáng kính. Chúng ta thử nêu ra vài định nghĩa, như là nói tục là một thói quen thường phàm
đã thành cái tập quán. Vì ở trên là chúng ta nói rằng cái việc đó ai cũng biết, ai biết ai cũng có thể định nghĩa, nhưng mà anh nói mà anh cũng không biết, anh cũng định nghĩa được, thì họ chê, buộc chúng ta phải viết cái văn là như vậy. Tới đây tôi phải định nghĩa. Nhưng mà chúng ta thử nêu ra một vài định nghĩa như là nói tục, là thói quen, thường phàm đã thành tập quán, nó sẽ vô hại giữa họ với nhau, nhưng mà với một nhóm khác bạn bè họ sẽ bắt bẻ nhau và tranh biện. Ở trong nhóm bạn bè họ quen họ dùng như vậy là đúng, nhưng mà anh ở nhóm khác, anh tới anh vô anh nói với người khác, anh mất cái tôn trọng, coi như là người nhà của anh, trong nhóm của anh họ bắt bẻ với nhau rồi xin chuyện với nhau. Nhưng mà nó trở thành là gì? Nó vô hại giữa họ với nhau, nhưng mà với nhóm khác bạn bè họ sẽ bắt bẻ nhau và tranh biện đó. Tức là những cái có thật, những điều rất thật trong thực tế cuộc sống là phải tiếng chữ thề. Cái lời chữ thề là cái chuyện thường tình. Cái điều mà khó nói thì chúng ta tránh cái từ thô tục đó, thì chẳng qua có ngôn ngữ khác để diễn tả, đó là chữ thề. Mà nếu anh dốt anh không biết chữ thề là gì, trong tự điển không có chữ thề là gì, muôn năm ngàn kiếp các anh vẫn cứ giáo dục người ta không được. Tại vì tự điển anh thiếu định nghĩa chữ thề là gì, làm sao anh trừ được cái bệnh đó, cái bệnh chữ thề, đúng không? Cho nên là nó rất thân quen và gần gũi, như là thương nhau lắm mà cắn nhau đau. Cái việc sinh ra mâu thuẫn cãi vã đánh lộn nhau thì tôi cho rằng đó là thương nhau lắm cắn nhau đau, cái quá gì mà phải nói nó mệt. Nhưng mà có những thời đại nó rất ít cái chuyện ấy xảy ra, nhất là trong các tổ chức hay đoàn thể của tôn giáo dường như không có. Và cái thời đại giáo dục được tôn vinh thì một tiếng chữ thề văn tục ra là bị phạt quỳ và xin lỗi với thầy giáo cô giáo, xin lỗi với cả lớp. Thêm vào đó nữa là một hột vịt lộn nhớ đời đó, hột vịt lộn là tiếng lắm, hột vịt lộn là con zero mà mới nghe qua lạ tai quá. Ủa, ví dụ như có hột vịt lộn trong đó, vậy anh không hiểu được tiếng lắm là gì, là một phạm trù của ngôn ngữ văn hóa đời sống. Một tiếng lắm anh không hiểu, anh ngồi anh cãi tôi nói là ông nói zero, ông nói hột lộn là sai. Không sai, tôi có quyền dùng tiếng lắm, vì người ta bị tự ái, va chạm tự ái. Anh tự hào anh học giỏi 10 điểm rồi ông đó là zero, anh nói như vậy là xúc phạm. Mà cái việc này là gọi là đánh một cái hột vịt lộn thì nhớ đời, đúng không? Thì đó là cái lối áp dụng cái lối văn trào phúng, gọi là đúng không? Là hài hước, bi hài mà, bi hài kịch mà, có hài hước. Cho nên nếu mà người lớn mà còn như vậy nữa thì con cái chúng ta trách là trách người lớn chứ không để trách con nít được, trách vị thành niên được, mà tránh tuổi ông cha có râu còn cao mạng, ngạo mạng. Người lớn đã lớp gần già rồi, hưu trí rồi mà còn chữ thề, rồi hỏi cái con cái nghe được như vậy thì cái thế hệ mai sau sẽ như thế nào? Anh cha mẹ anh làm gương cho con cái anh, nói thôi, anh nói anh áp dụng, cái gương anh không có, cái hạnh anh không có, con cái anh nó sẽ khinh anh. Đừng nói chuyện anh xua con cái của anh, nhà anh qua cái hàng xóm đáng tuổi ngang hàng với anh mà bị chọc ra, kỳ thị tôn giáo, đi chọc đi phá người ta ra mặt. Cảnh giác cho anh nhiều rồi, cho anh biết. Và tôi lên mạng là tôi đọc sách, tôi nghiên cứu y học, tôi không có nói chính trị đâu, chưa có gì để làm ào ào diễn ra những cái chuyện rất là thô bỉ, kỳ cục, dơ giấy, ồn ào, náo nhiệt. Như vậy thì đây là câu hỏi, nếu mà người lớn mà còn như vậy á, như vậy nữa thì con cái thế hệ mai sau sẽ ra sao? Thế nào? Cái câu hỏi của bây giờ mà tương lai sẽ có đáp án.
Nếu giải quyết cái vấn đề này thì phải bắt đầu từ đâu? Cái tiếng đệm của người Anh, người Mỹ là well. Well, how are you? Welcome. Well, well, well. Họ nói là họ cái well là tiếng đệm của họ. Mà của người Phật tử là mô Phật. Mô Phật, cứ mở miệng ra mô Phật. Người Thiên Chúa giáo là amen. Nghe mà ông cha mà ông nói, con chiên á, mở miệng ra không dám nói với các chư vị cha đạo đâu, mà họ chỉ nói là amen thôi. Mà anh ngồi người ngoại giáo vô thần mà anh đi xúc phạm người ta, sắc chuột người ta, thì ông cha đó đã bị chúng đó bố rác, bị chúng đó mất dạy hỗn xược, thì cái dân của đạo họ có binh được không? Binh chứ. Cha của tôi mà dám xúc phạm, tôi là con ông dám xúc phạm cha tôi, cho nên nó sẽ sinh ra rắc rối. À, như vậy của cái cao đài giáo là sư huynh và tiểu muội, thì vấn nạn này xã hội sẽ nên lấy cái từ ngữ nào thay thế cho tuổi trẻ, ngoại trừ là đảng phái chính trị, là đồng chí hay là tập thể kinh tế với nhau, tôi gọi là chiến hữu. À, nhưng mà dường như là tôi đang nói chủ đề, tôi đang nói thì mình tôi lấn sang của cái từ ngữ xưng hô huynh với đệ, tiểu muội, chẳng qua tính theo tuổi đạo xưng hô, cũng như đồng chí với chiến hữu, đó là xưng hô. Còn cái từ well, còn cái từ thô tục, tiếng đệm, chữ thề, đó là tiếng đệm. Tiếng chữ thề là tiếng đệm, cứ nói một vài câu, 5-10 câu cái đệm vô, không có tiếng đệm đó nói không được, đúng không? Vậy thì chỉ có suy ngẫm và nuôi dưỡng một hy vọng để thay thế nào đó như vậy chăng? Có nghĩa là tự bản thân anh biết, anh trừ cái bệnh tử chữ thề, mở miệng ra là anh thành thói quen, anh phải nói cái từ gì để giúp tiêu cái bệnh chữ thề đó. Tôi nói cái ý đó cũng là chữa bệnh của tâm linh, chữa bệnh của tâm thức, của sự hiểu biết. Đó là giáo dục. Mấy giáo dục thì phải tế nhị. Ô, như vậy hả? Hay là, ô, thật vậy sao? Thật vậy sao là tôi trích dịch ra cái phong cách phong ngữ của người Anh Mỹ. Really? Thật vậy à? Really? Thật vậy à? Như vậy thì là các cái câu hỏi vặn. Nếu tôi nghe ai đó nói với tôi bằng tiếng chữ thề, vô tôi vào, vì đó đâu có tội đâu. Hành động mới có tội chứ, còn cái chuyện ăn nói mà ăn nói gì đâu mà có tội. Luật pháp nào bắt cái tội cho ông đó. Nhưng mà trong đoàn thể họ đánh giá là người thiếu đạo đức, đúng không? Vi phạm như vậy anh cũng làm gương cho con cái của anh. Con cái nó nghe, nó bệnh cái thành bệnh dây chuyền. Anh chửi người khác được thì con cái nó nghe nó cũng chửi anh được. Đó là tự chiêu vì họ. Đó là nhân quả quả báo. Và cái vấn đề chữ thề đó nó không có nguyên nhân nào cả. Và vì sao vậy? Không có nguyên nhân là tự nhiên cũng đi nói chữ thề người khác. Những người làm, những người nghe họ khó chịu. Mà nếu vì lâu quá mà chúng mình mới gặp nhau thì bỗng nhiên mới mừng rỡ và thay đổi cảm trạng. Đó. Mẹ là đủ má, ví dụ vậy. Được rồi, đê em, viết văn là đê em. Tao tưởng mày chết rồi. À, gì? Má, tao tưởng mày chết rồi. Mẹ, sao bây giờ mày ở đâu? Mừng quá mà. Trong cuộc sinh tử này, trong cuộc chiến đấu cuộc đời này, từ trong chiến tranh mà còn chết, còn sống, họ gặp nhau họ mừng quá. Họ la chút vậy cũng được. Thì đê em chút cũng được. Nhưng mà đê em, người đang ở bên nớ mà đợi mi sang. Thì là tiếng người Huế. Bên nớ bên ni là mi, mày mi, mi là mày. À, như vậy thì hãy đợi đê anh đi, có lý hơn ta. Đê anh là sao? Không ai biết. Cho nên tôi xin chút, ai mới sáng tác tha thứ tôi thấy cho tôi á, thì tôi á, là nhạc của tôi. Cái chữ tôi bây giờ nó trở thành một cái từ phổ biến cả nước, chứ không phải cái địa phương nào mà nó xuất phát từ địa phương là xứ Bình Định, xứ Nẫu là hay nói tôi lắm. Và xứ Phú Yên á cũng hay nói tôi lắm. Đó, họ không nói là tôi. Đó là tiếng địa phương. À, thì cho 10 điểm. Như vậy cái bài viết này nó thuộc về phạm trù của văn học.
nó pha trộn trong đó có duy thức học. Như vậy thì chúng ta trở lại với cái bệnh án thì chúng ta lại khảo sát thêm một vài thứ bệnh nữa, và vì mà cái camera hiện giờ nó không hiển thị ở đây này, không hiển thị, cho nên tôi mất cái hào hứng để mà có một cái ý nói trở lại. Như vậy tại sao chúng ta không khảo sát sâu về cái khúc trì đi, nhà hàng như ở đây là khúc trì, tôi đánh vô chữ là khúc, khúc trì được. Chứ ở đây thì khúc đâu, khúc cốt này, khúc xoay này, khúc trì đây đó, nó ở ngay từ chỗ này là khúc trì. Thiệt ở lỗn giống cái ao trì, khi tay cung châm cái khúc lại gọi là khúc trì. À, bấm vào đây kéo cái tay ra, nó tên khác là dương trạch của quỷ cự, lại là nghiệp quỷ nữa của thập tam quỷ hiệp chữa bệnh thần kinh và điên. Như vậy cái tác dụng của nó là sơ tà giải biểu, khu phong trừ thấp, thanh nhiệt tiêu độc, hòa vinh và dưỡng khí. À, ở đây là dưỡng khí, dưỡng huyết nhá. À, xin lỗi, nhầm. Đó, tôi nói nhầm là nó dưỡng huyết. Như vậy thì huyệt của nó là 11 ở đại trường kinh và gọi là hợp hành thổ, huyệt bổ của kinh đại trường. Cho nên cái việc mà tôi bấm đó, trong cái vấn đề võ thuật, tôi bấm anh chỗ đó, bẻ tay sau lưng đá cho mong manh một cái là anh quay một vòng, cái là tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi tọa xuống và chúng ta ngồi thiền để nói chuyện. Thì tôi từng biểu diễn cái điều này ở tại cái võ đường của sư huynh tôi, gia sư đệ tôi á, có cái người bị bệnh mà bệnh viện chạy, vì bệnh viện chạy ở cái bệnh uốn ván và thực tình là có nói thật, hai bên cãi vã nhau, đông y và tây y cãi nhau và trả bệnh cũng đẩy ơi. Chính cái câu đó là tôi thấy còn có thể hy vọng cứu được, ra tay. Bắt đầu ở trong cái sách mà thần phương diệu dược có nói tới cái bệnh uốn ván á, là lấy hai con thằng đàn trắng mà có nó sống nhau có cặp á, giả ra anh đâm giữa ba nát lát gừng để nó khỏi tanh á, lược ra lấy nước cho uống. Thì tôi mô phật tôi lại hai con thằng đàn trắng bắt được ngoài, tôi giả nước cho uống thuốc đưa vô liền, vì toàn bộ cơ thể của người trả bệnh nó bị bó cơ, cho nên phải giải huyệt phong trì bó khỏi bó cơ. Cái thân mình ai bất cứ ai mà đụng vô trong mình là giật mình, tức là người bệnh đã hôn mê rồi, bất hôn sự bất tỉnh rồi, mơ mơ màng màng rồi, vậy nặng lắm họ mới trả bệnh, đúng không? Và chúng vô tình anh em chúng tôi cho cái thuốc liều thuốc uống là hai con thằng lằn trắng à, mà nó quăng nó một âm một dương con cái cũng được á, nó quanh nó sống quanh quẩn với nhau ở trong nhà tìm rất dễ. Rồi ba lát gừng đâm giả nát ra chế vô chút rượu chút nước gì đó đó ôm ấm vậy cho uống vô, thì đó là nó trị cái bệnh uốn ván, và nó vừa là có trị cái bệnh là bó cơ. Và trong cái vấn đề chữa bệnh ấy, nó lại tiếp theo chúng ta thấy này, cái da vùng huyệt độ chi nó chi phối bởi tiết độn của thần kinh C6. Bây giờ cái nhóm mà nhóm D, nhóm L, bây giờ nó lòi ra cái nhóm thần kinh của nhóm C, gọi là C6. Như là cả một hệ thống thần kinh chằng chẹt, chằng chịt, nó dâng khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. Thì ở đây cái tư liệu của từ điển tra cứu về đông y học này chứng tỏ họ nghiên cứu kỹ không? Đấy này, phối hợp huyệt này, thấy không? Khi phối hợp này là hàng lố bệnh, hàng lốc bệnh xảy ra 26 thứ bệnh, chữa cho 26 người, trị này bán thân bất đội này, trị vai đau dơ khi dở không nổi này, trị thương hàng sốt cao này, trị họng sưng nghẹt này, phối với ngưng tế thần môn trị nôn ra máu rồi, người ta mở lỡ mửa ra máu rồi vẫn có trị được. Ở châm cứu đại thành, ở thiên phương kim diệu. Như vậy thì bách chứng phú, rồi bách chứng phú, rồi kinh đồ dịch,
vệ sinh bảo dưỡng, Trung Quốc châm cứu học, trị tay yếu mỏi thì ai khổng tối hộp cốc đại lăng, rồi lại trị cho cánh tay đầu, nghe không? Bệnh liệt mà anh không biết như vậy thì làm sao anh chữa trị? Như vậy thì bí chú là trong trường hợp châm chữa chi trên bị liệt, tay bị liệt á, châm kim hơi xuống cái mạch nó trong, hơi xuống mạch trong với khớp khớp khuỷu, so với cái khớp khuỷu mạch trong này anh đưa cái kim đi xuống, vì cái đường kinh khúc trì này nó thuộc về về đại trường. Chúng ta nói lại nè, có phải là kinh đại trường không? Bây giờ bấm qua đây, anh không tin thì cứ cho anh coi về cái kinh cơ sở kinh đại trường. Đại trường ở đây, trong cái đề đại trường này, phế là biểu lý đó. Bây giờ đại trường là phủ, nhưng mà tạng của nó là phổi, biểu lý của nó dùng khi phế và đại trường bị rối loạn theo nguyên tắc phối hợp là biểu lý trong ngoài âm dương. Từ những cái bệnh này xuyên suốt qua bàng quang tùy thận đỡm vị can, năm 1 2 3 4 5, cái phế nữa là 6, vì nó thêm cái thằng đỡm là phủ đỡm, do phủ đổm dùng đổm thực theo nguyên tắc ngũ hành tương khắc, do nó khắc được đổm nữa này cho nên múa luôn à. Như vậy thì vị rồi lại dùng khi can thực nguyên tắc chọn khí âm dương à. Như vậy thì cái đường kính chính của nó ở đường kính vị này đó, người ta vẽ hết, thì chúng ta đang nói ở khúc trì ở đâu, cái khúc trì nằm chỗ đây, hiểu chưa? Cái đồ hình hồi nãy với lại cái đồ hình này nó sẽ khác, đó là kinh chính rồi lạc ngang này, thấy không? Sẽ nghiên cứu về cái ở cái chả vai này lạc ngang nó đi lên rồi này, tất cả qua nhân trung. Nhân trung tức là cái huyệt vị giáp xa nằm đây, khóe miệng nằm đây, thì thành nhân trung nằm đây, nó có tên khác nữa đúng không? Nó lại thuộc tiểu đường, để bấm ngay cái nhân trung nó lại rồi để rồi lạc dọc của nó. Chúng ta thấy lạc dọc này, đây đây lạc dọc này, cái đường kinh với đường lạc nó nằm qua một bên, nó đường lạc ở dưới chạy lên, đường kinh ở dưới chạy lên luôn, trên cái kim là phải châm xuống là tả, ý ta nói vậy. Như vậy kinh biệt à, có một cái biệt kinh à, thấy không, nó chạy lên cái nhánh đây, chạy qua đây, chạy sau lưng kinh biệt nữa, rồi lại kinh cân. Kinh cân là ở phụ trách của các cái nhóm gân, đường kinh cân này là nó kéo cái ngón tay này, phụ trách cái ngón tay này, nó ngón tay cái này nó lục lực, nếu không có cơ năng thì làm sao cái ngón tay cái này nó lục lực nó chạy. Kinh cân là tức là gân, chúng ta hiểu vậy. Thì đồ hình cũng có tổng quát kinh chính này, kinh cân này, kinh biệt này, lạc dọc này, rồi lạc ngang này, huyệt giao hội nữa. Bây giờ cái huyệt giao hội của nó à, không rồi huyệt kinh chính là màu đỏ, rồi màu hồng á là huyệt giao hội. Giáo hội gồm có khuyết bồn này, bình phong này, giáp xa này, địa thương này và bổn thần, là những huyệt mang giáp giao hội. Chúng ta hiểu như vậy. Ở đây có quan trọng là huyệt hợp cốc, hợp cốc tức là hổ khẩu á, ngay chính giữa giữa của lằn ranh của cái ngón trỏ và ngón tay cái, nó có cái màng, nó nằm chính giữa cái màng đó đó, ở trên nó chút trên cái màng. Như vậy thì cái triệu chứng điều trị này, thấy không, thì nó sẽ tổng quát về những cái điều trị kinh bệnh, phủ bệnh, đại trường khí, đại trường hư, rồi là rối loạn tà khí từng cơn, rồi lạc dọc là hư răng sâu, rồi tai đâu nè, bệnh sâu răng rồi bấm trị hết, răng lạnh nè, ngực và hoàn cách mô tức bồn chồn tức là chứng tí cách, rồi lạc ngang rối loạn do nội nhân thực hư, sinh rét run, cảm giác nóng sưng điều trị. Như vậy chúng ta thấy là một cái đường kinh này mà cái vấn đề án pháp trị liệu của nó tương đối là nó rất là phong phú, đúng không? Đó. Như vậy thì đại tràng, như vậy sơ đồ nó tóm quát sơ đồ này. Bây giờ cái số điều trị này là một cái nghiên cứu về rối loạn do tà khí, rồi đau răng viêm họng thực tả nhị giảng gì đó, bổ tả phối hợp triệu chứng. Ở đây nó sinh ra những cái triệu chứng như đau từng cơn, khó thở, hen suyễn, ù tai, cơn lúc nghe lúc điếc. Điều vừa rồi chưa này, ù tai theo cơn lúc nghe lúc điếc. Tôi đặc biệt lưu ý cái này, người lớn tuổi á,
là bị ù tai theo cơn và lúc nghe được lúc không. Cái bệnh này là để cho tôi sẽ lưu ý để mà trị liệu cho cha tôi. Ông già tôi ổng cũng có cái tuổi cao rồi, ông thọ, nhưng mà lúc thì ổng nghe được mà lúc thì điếc. Như vậy là do cái rối loạn nội, do nội nhân kinh liệt. Như vậy chúng ta dùng cái kinh liệt để trị. Như vậy cái kinh liệt mà trị cái điếc thì kinh liệt ở đây, kinh liệt huyệt lại nằm ở chỗ xí đây. Kinh liệt nhưng mà cái điểm của kinh liệt là ở ngay chỗ cái tim này, họ vẽ gần vùng cổ như này đó. Như vậy trên cái đầu vú này, trên đầu vú chỗ phổi, nhớ rồi, họ đánh dấu cái kinh liệt ở chỗ này đó. Như vậy thì cái việc đó nó còn nghiên cứu ở cái chuyện chuyện là tai điếc đó. Bởi vì cái sơ đồ điều trị tổng quát này nó có cái chỗ là ù tai theo cơn lúc lúc nghe, triệu chứng nó như vậy. Thì cái điều trị trị nằm đâu, nó kéo xuống. Rối loạn do tà khí, rối loạn do nội nhân là âm kích, ôn lưu, thức tâm lý, khúc kim cự dột, trung xung, quan xung. Bây giờ thực thì tả thiên lịch bổ thái uyên, thái uyên thực thì tả thiên lịch, hư thì bổ hợp cốc, tả liệt khuyết tập cốc liệt khuyết. Nhưng ở đây lại lại là đó là châm ứng liền ở trên này. Như vậy thì phía bên bệnh là đại lăng trung chữ, không dùng huyệt đại trường vì đại trường sẽ tràn ra vùng ngực ở kinh. Rối loạn nội nhân âm khích, ôn lưu, túc tâm lý, khúc trì, quy ngôn phụ đột. Như vậy cái chủ trì của nó vẫn là trung xung với quan xung, mà trung xung quan xung thì nó rất dễ, nó nằm trên ngón tay. Đó là rối loạn do tà khí. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái này này, những cái tên huyệt mới nói này, trung xung quan xung này, ở cái bên bên phía bệnh, đối bên bệnh phía bệnh là đại lăng trung chữ này, âm kích, ôn lưu, túc tâm lý, khúc trì, kim ngung và phụ độc, thì phải chiết xuất ra cái huyệt chủ trị là ở nào, quan xung, trung xung, đại lăng trung chữ. Là bốn cái huyệt vị mà một bên châm của rối loạn tà khí nó sinh ra, trong là hen suyễn này, tai điếc này, lúc được lúc nghe, nóng ở ngực, sưng bên ngực, đột ngột bị câm lưỡi cứng nữa, đó là bị nặng. Còn nhẹ khó thở này, đau từng cơn này, ù tai theo cơn lúc nghe lúc được lúc điếc, thì tôi chú ý cái kinh đại trường. Đại trường kinh thì nó sẽ mở ra ngày mai, hôm nay là ngày ngày kim của khí phế. Là nếu là ngày giáp, phải là ngày hôm nay ngày giáp, là ngày nay là đại trường. Tôi nói tên nói cái chuyện bệnh theo ngày. Như vậy thì cái mệnh ngày của nó ở là mọi ngày kim, kim thuộc về kim, nó mở ra phế và nó mở đại trường trước. Mà nếu ngày nay là ngày giáp, không này giáp tý này, đúng rồi, thì nó là đường ngày nay là ngày đại trường. Mà đại trường thì anh phải thả hai, không có bắt ấn nữa, ngồi thiền á, thả lỏng hai tay ra, kê hai cái tay theo lên đầu gối và bắt cái ấn ấn huyệt, phải bắt cái ấn, tức là ngón tay cái chọc lại với ngón trỏ, đó là cũng là cái ấn ấn là, đó, ngón cái chọc lại đó, để lên tọa lên hai cân. Như vậy thì chúng ta coi lại, chúng ta đã nói được 11 giờ 14 phút rồi. Thôi thì cái việc này chúng ta nên dừng lại, là bấm escape. Chào tạm biệt.